Uh, xin chào tất cả các anh chị em yêu lan uh, mình uh, có nhận được uh, tin nhắn của bạn uh, vi đoàn nguyên ở thành phố hồ chí minh thì bạn ấy có đề nghị mình là làm video hướng dẫn cho anh chị em kích dễ cho những cái kỳ lan phi điệp mà khi mà sử dụng thuốc kích nó chính là cái sản phẩm kích kỳ duy xanh này này đấy và nó không có dễ thì cần phải xử lý như thế nào để cho những cái kỳ lan đó nó có dễ và bạn vi đoàn nguyên thì bạn ấy có được một cái người bạn người ta tặng cho một số những cái kỳ lan mà người ta sử dụng cái kỳ duy xanh này để người ta kích hoa Thế tuy nhiên thì nó lại không ra hoa mà nó lại ra kỳ và cái kỳ đó thì khi mà bạn nhận được thì nó không có dễ thì theo như mình mình mình, mình hiểu thì khi mà anh chị em sử dụng cái kích kỳ duy xanh này để anh chị em kích hoa ấy, thì cái liều lượng của, của ki duy xanh này này thì nó cực kỳ nặng bình thường là khi mà sử dụng cái ki duy xanh này để kích ki thì là một lọ như này nó có 15 cc thì phải pha với lại một lít rưỡi cho đến 2 lít nước Đấy, để chúng ta phun vào cái mắt cho những mắt của cây lan để cho nó ra ki thế nhưng mà khi mà kích hoa thì một số anh chị em lại sử dụng là cái sản phẩm ki duy xanh này sử dụng nguyên chất để anh chị em kích hoa dẫn đến là um, cái cây đó nó có ra hoa thì nó bị nhiễm tức là nó bị uh, nhiều cái thuốc kích kích của thằng kỳ duy xanh này vào quá nên là cây nó bị suy kiệt và nó bị teo tóp đi rồi là thậm chí là đến những cái đời sau ấy, thì cái kỳ lan nó lên nó cũng đều đẹp và nó không phát triển và kể cả mà anh chị em kích bằng kỳ duy xanh mà kích mầm gốc mà anh chị em sử dụng nguyên chất mà để anh chị em kích ấy, thì thường là những cái mầm gốc đó nó cũng chậm phát triển. Nó chậm ra dễ. Đấy và lúc đầu thì nó phát triển rất nhanh nhưng mà sau đấy thì về sau thì nó chậm ra dễ và nó lớn chậm hơn so với lại những cái cây khác do là nó bị um, ngộ độc cái thuốc kích. À, chính vì vậy thì hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ với lại toàn thể anh chị em cách để chúng ta kích dễ cho những cái kỳ đó và thực ra thì cái kích dễ cho những cái kỳ đó thì cũng là cái biện pháp để mà chúng ta giải độc giải độc tức là giải cái độc tố mà nó là những cái thuốc kích này này nó còn tồn dư ở trong cái thân của những cái kỳ lan nó làm cho những kỳ lan của chúng ta à, lúc đầu thì nó phát triển rất nhanh nó lớn rất nhanh nhưng mà sau đến, đến một giai đoạn nào đó thì nó trứng lại và nó không phát triển nữa và nó không có dễ à, vậy thì để mà kích dễ thì anh chị em sử dụng cho mình một số những sản phẩm sau à, cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với lại toàn thể anh chị em à, đó là à, vitamin B12 nha mọi người nhé vitamin B12 Đấy. cái lọ như này là một cc này cái này là vitamin B12 của người thì anh chị em sử dụng cho mình là 2 cc tức là hai cái lọ như này hoặc là anh chị em cũng có thể là mua cái vitamin B12 ở những cái cửa hàng mà người ta bán thuốc bảo vệ thực vật đấy. Rồi là thuốc thú y thì người ta cũng có bán vitamin B12 thì anh chị em cũng có thể là sử dụng cái thuốc đó cũng được. Thế nhưng mà mình thì mình hay sử dụng cái sản phẩm vitamin B12 của người này. Thì thành phần của nó ở đây thì nó có 1000 microgram trên 1 ml. Đấy. 1000 micro, microgram trên 1 ml. Đấy, thành phần của nó như thế. Uhm, thì cứ 2 cc trên 1 lít nước nha anh chị em nhé. Và anh chị em tưới cho cây lan này. Cứ 3 ngày thì anh chị em tưới cho cây lan một lần. Và sau khi mà tưới 3 ngày thì anh chị em nên nghỉ 3 ngày. Và nghỉ 3 ngày như thế thì để cho cây lan của chúng ta nó tái tạo cái tế bào mới. Và nó đào thải cái tế bào cũ đi. Đấy. Uhm, vitamin B12 là thường là nó đào thải Là cái cơ chế của nó là như thế Chính vì vậy mà anh chị em Nếu như anh chị em cứ uh, sử dụng vitamin B12 Mà liên tục Thì nó cũng không tốt đâu nhé mọi người nhé Phải có thời gian để cho nó Đào thải cái Đào thải độc tố đi Và nó tái tạo cái tế bào mới Đấy Nó đào thải những cái tế bào Mà nhiễm độc những cái tế bào chết Nó đào thải đi Và nó tái tạo tế bào mới thì anh chị em cứ phun 3 lần thì anh chị em nghỉ cho mình. Anh chị em phun 3 lần, mỗi lần cây mà nó bị nhiễm độc nhiều thì anh chị em cứ hai ngày thì anh chị em phun một lần. Đấy. Và sau 3 lần thì anh chị em nghỉ cho mình khoảng độ từ 3 cho đến 5 ngày. Đấy. Thì thứ nhất là anh chị em sử dụng vitamin B12 và có một cái sản phẩm nữa mà mình thấy rằng là nó khá là hiệu quả và nó lại an toàn mà nó mình thấy rằng là nó, nó còn còn hiệu quả hơn so với vitamin B12 à, đó chính là cái thằng lá nha đam này này anh chị em này cái lá nha đam này thì anh chị em sử dụng cho mình là một cái lá nha đam này Đấy, thì anh chị em xay ra với lại khoảng độ 4 cho đến 5 lít nước và anh chị em tưới à, trực tiếp cho cây lan thì cũng hai ngày thì anh chị em tưới một lần Đấy ở đây thì mình hôm trước mình đã làm video hướng dẫn anh chị em cách để chúng ta làm dịch nha đam. Thì ở đây thì mình sử dụng cái xay ra và mình làm thành một cái dịch nha đam như này để mình tưới cho cây lan. Thì làm được cái dịch nha đam này thì anh chị em sử dụng cho mình là 100 ml dịch nha đam này với lại một lít nước và anh chị em cũng cứ tưới cho cây lan là um, 2 ngày anh chị em tưới một lần Tại vì giải độc thì chúng ta cần phải phun như thế còn bình thường là một tháng thì anh chị em chỉ cần sử dụng cho vườn lan chúng ta khoảng độ một cho đến hai lần là được rồi nha mọi người nha đấy là tưới định kỳ hàng tháng thế còn trong trường hợp mà nó bị nhiễm cái độc tố như thế này thì chúng ta cần phải phun nó dày hơn cứ hai ngày thì anh chị em phun một lần và anh chị em phun liên tục như thế cho mình và còn một cái vấn đề nữa đó là cái tiểu khí hậu nha mọi người nhé ở đây thì mình nói đây là ví dụ như là cái kỳ này nó không có dễ đấy. nhưng mà đây thì thực tế là cái kỳ này nó, nó kỳ có rất nhiều dễ nha mọi người nhé thì anh chị em muốn kích dễ cho nó thì anh chị em sử dụng cái bột sơ dừa như này này đấy, cái bột sơ dừa như này hoặc là anh chị em sử dụng cho mình là cái rêu sâu ấy, nha mọi người nhé thì mọi người để vào trong một cái cái chậu như này nó thật dày vào nhé mọi người nhé nó để một cái chậu như này nó thật dày vào thì khi mà nó cái lớp này nó dày ấy, thì cái độ ẩm ở trong cái chậu này này nó giữ rất là tốt và lúc nào cái hơi nước nó cũng bốc từ ở dưới cái giá thẻ nó bốc lên đấy và anh chị em cứ để cái kỳ lan của ta vào trong cái chậu như này và anh chị em tưới cho cái chậu lan của ta đấy. tưới cứ hai ngày thì anh chị em tưới một lần Đấy và nếu như mà nó ướt quá thì anh chị em có thể là tưới nó ít thôi nha mọi người nhé Còn nếu như mà kiểm tra cái giá thẻ mà nó khô thì anh chị em tưới nhiều Tóm lại là chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái nguyên tắc là ẩm nhưng mà không ướt Tức là chúng ta cầm cái giá thẻ này lên Chúng ta vắt, chúng ta thấy là cái giá thẻ nó ẩm Nhưng mà chúng ta vắt nước nó không chảy tong tong ra là được nha mọi người nhé Thì như thế thì cái tiểu khí hậu tức là ở trong cái chậu lan này nó có đủ độ ẩm và chúng ta để ở chỗ dâm mát thì à, chúng ta cứ kích như thế à, cứ chăm bón như thế ngoài ra thì anh chị em cũng không cần phải sử dụng cái à, kích dễ kích giết gì đâu nha mọi người nhé nếu như mọi người sử dụng dịch nha đam thì không cần phải sử dụng kích dễ gì nữa đâu Đấy, tại vì trong cái dịch nha đam này nó cũng có cái thành phần à, kích thích phát triển cây trồng rồi kích thích dễ rồi cực mạnh nha mọi người nhé À, hôm nay thì mình chia sẻ với anh chị em một số nội dung như thế à, để anh chị em biết cách để chúng ta giải độc cho cây lan để từ đó thì cũng chính là cái phương pháp kích dễ cho cây lan à, và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây đức hoa lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo